Kính thưa tất cả quý khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022, từ thành phố Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, mỗi lần mà các bác chống cộng cực đoan thấy những sinh viên của Việt Nam ra nước ngoài như ở Nhật, ở Âu Châu hoặc ở Mỹ, ăn cắp vặt, ăn trộm vặt và bị đưa lên trên mặt báo của nước ngoài, thì các bác chống cộng cực đoan vỗ tay như ăn mừng, nói rằng là chính Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đào tạo nên những con người ăn cắp, ăn trộm. Rồi họ chửi bới chế độ này một cách rất là thậm tệ. Chuyện ăn cắp vặt là một chuyện xấu, tôi không có cổ suý cho chuyện này. Tôi từng làm luật sư rất là nhiều trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở tại Mỹ đã phạm tội ăn cắp vặt, đi vào shopping mall bỏ túi những đồ này đồ nọ, vân vân và vân vân, rất nhiều. Hôm qua ở tại Houston và vùng phụ cận, nhất là tại thành phố Pearland, là một thành phố cạnh ở bên Houston, đã xảy ra việc mà cảnh sát của Pearland phối hợp với cảnh sát của thành phố Houston, phối hợp với Homeland Security của Mỹ, phối hợp với FBI để bắt 5 người Mỹ gốc Việt về tội ăn cắp. Ăn cắp ở đây có thể là đi shopping mall rồi cuộm các đồ đó về, nhưng cứ thường ở đây là ăn cắp qua credit card, ăn cắp qua thẻ tín dụng, sử dụng những thẻ tín dụng đó đi mua đồ, nhưng các thẻ tín dụng đó là thẻ tín dụng ăn cắp. Họ mua nhiều đồ đến độ mà chất đầy 17 pallet. Pallet tức là cái miếng gỗ ở dưới rồi chất cao lên, phải dùng xe máy cẩu. 17 pallet như vậy. 17 pallet rất là nhiều. Nên đây là một tội, không những là tội ăn cắp mà còn là tội organized crime, tức là tội ác có tổ chức. FBI và cảnh sát của Houston truy tố 5 người này về tội ác có tổ chức và ăn cắp đại hình, vì số tiền quá lớn, không còn gọi là ăn cắp vặt nữa mà là ăn cắp đại hình. Thưa quý khán thính giả, 5 người đó đã bị cơ quan FBI đưa lên trên mặt báo. Thưa quý khán thính giả, thường thì FBI khi chưa có tòa án kết án họ thì ít khi mà đưa lên trên mặt báo tên tuổi của họ, vì như vậy rất là xấu hổ. Nhưng kỳ này FBI quyết định đưa lên trên mặt báo tên tuổi của họ đàng hoàng. Người thứ nhất là Henry Phạm, 59 tuổi. Người thứ hai là Lê Quốc, 39 tuổi. Người thứ ba là Timothy Ngô, 51 tuổi. Người thứ tư là Trâm Lê, 48 tuổi. Và người thứ năm là Trần Lê, 45 tuổi. 5 người này đã đưa lên trên mặt báo. Họ không phải là những sinh viên hoặc là những người từ bên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến thành phố Houston và các vùng lân cận. Họ là những người lớn lên ở tại nước Mỹ, nhưng họ đã làm chuyện đó. Thưa quý khán thính giả, như tôi nói hồi nãy, chuyện ăn cắp vặt, ăn cắp này nọ là một chuyện bản tính xấu của con người, nơi nào cũng có, chứ không phải chỉ ở tại Việt Nam hay ở tại nước Mỹ mà trên khắp toàn thế giới. Khi mà chúng ta thấy có những người Việt Nam phạm tội như vậy thì đó là một sự đau lòng và nỗi nhục chung của dân tộc Việt Nam, chứ không phải như các bác chống cộng cực đoan vỗ tay ăn mừng, nói rằng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đào tạo những người qua bên hải ngoại đi ăn cắp. Điều đó nó không đúng với bản chất của sự việc, tức là con người có bản tính xấu
ở nước nào cũng có hết. Đều có những người ăn cắp vặt và có những người làm xấu. Ở nước Mỹ, 5 người này không phải là nghèo khổ, và theo FBI là họ có nhà, có cửa, có xe, tức là khá giả, mà cũng vẫn đi làm những việc ăn cắp như vậy. Ăn cắp có tổ chức, ăn cắp số lớn. Điều đó là một nỗi nhục cho người Việt Nam nói chung và nỗi nhục cho cộng đồng người Việt ở Houston nói riêng, nhưng còn là nỗi nhục cho cá nhân họ và gia đình họ. Chúng ta đừng lấy sự kiện này mà đổ lỗi cho giáo dục nước Mỹ hay là giáo dục của cộng đồng người Việt hải ngoại được, mà đây là do bản tính xấu của những cá nhân như thế. Đây là một bài học cho tất cả chúng ta. Thưa quý khán thính giả, khi tôi làm luật sư, tôi đại diện rất nhiều trường hợp như thế này rồi. Mỗi lần như vậy là tôi phải khuyên răn và tôi dặn dò họ là phải thay đổi tư duy và cố gắng sống tốt đẹp hơn để bù đắp lại những lỗi lầm của mình đã làm trong quá khứ. Chứ không phải là dùng đây là những lúc để mà đay nghiến họ như các bác chống cộng cực đoan lấy làm sung sướng, đay nghiến người ta rồi đổ lỗi lên trên chính phủ, trên nhà nước này. Thì điều đó là một điều tiêu cực, nực cười vô cùng. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.